Hôm qua, hàng ngàn người dân bang miền Tây Rakhine của Myanmar đã được lệnh sơ tán khẩn cấp, trong khi nước láng giềng Bangladesh cũng đang chạy đua với thời gian để sơ tán người dân, trước khi bão Mocha được dự báo là mạnh nhất trong hơn một thập kỷ qua sẽ đổ bộ vào hai nước trong hôm nay. Theo Cơ quan Khí tượng Ấn Độ, bão Mocha có sức gió lên đến 220 km một tương đương với bão cấp 4, Cơ quan chức năng Myanmar đã nâng cảnh báo lốc xoáy lên mức cao nhất đối với bảy thị trấn ở bang Rakhine khi bão tiến gần hơn. Cục khí tượng Myanmar dự báo bão Mocha sẽ đổ bộ vào bang Rakhine vào sáng 14 tháng 5 với sức gió lên đến 218 km/h và sóng cao gần 2 m. Hiện nhà chức trách sở tại đã yêu cầu người dân di chuyển đến 57 nơi trú ẩn an toàn và chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm phòng tình huống khẩn cấp. Hãng hàng không Myanmar Airways đã hủy mọi chuyến bay đến Rakhine cho đến ngày 16 tháng 5 còn tại nước láng giềng Bangladesh, cơ quan chức năng tiếp tục sơ tán người dân khỏi khu vực rủi ro đến các trung tâm cộng đồng. Trước đó, lệnh sơ tán khẩn cấp gần một triệu dân cư các vùng ven biển đã được ban bố. Hoạt động tại Chitagon, cảng biển lớn nhất của Bangladesh cũng đã bị đình chỉ.